không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Quy tắc cũ, một nửa tiền cọc. Tôi muốn lấy mạng của Long Tứ. Sao lại không được ở đây nữa? Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta cắt đứt mọi quan hệ, không liên quan gì với nhau. Long Tứ, lần này ông chạy không thoát đâu. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẽ đình sâu. Khoảng thời gian qua, cậu phải ở bên cạnh Đường Lãng làm nội gián, vất vả cho cậu. Bắt đầu từ ngày mai, cậu sẽ khôi phục lại là nhân viên điều tra của đội chống tham nhũng. Tôi xin lỗi anh Tứ. Tôi thật sự không ngờ trả lương gấp đôi mà họ cũng không chịu ở lại nghe anh nói nữa. Phản ứng như vậy cũng bình thường thôi. Là do quá lý tưởng nên họ không tin. Vậy sắp tới anh có dự tính gì? Tôi sẽ tìm cách giải quyết chuyện đó. Nhớ chừa phần tôi nha. Ừ, cảm ơn. Vậy sẵn tiện, cảm ơn họ luôn đi. Chúng tôi tôn trọng nghĩa khí mà. Anh không mời chúng tôi cũng sẽ tới. Anh đừng trách tôi, anh kêu tôi tìm người của phim trường thì họ cũng tính là người của phim trường mà. Còn dám nói, diễn dở kịch tính đuổi tụi tôi đi hả? Đâu có dễ vậy. Anh Tứ, anh đừng hòng bỏ rơi chúng tôi đó. Anh Tứ, chị Liên thay chúng tôi nhận lời mời đóng phim của anh. Chúng tôi tới nhận thông báo. Tụi tôi đóng vai gì, có gì cần anh cứ dặn dò nha. Ê, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi. Nhưng tôi đang chờ một người rất quan trọng. Tôi ngửi thấy mùi của nó rồi. Tôi ra đây đi. Tôi có nói kiểu nào ba cũng đoán ra mà, hết bất ngờ rồi. Ủa sao vậy? Sao con lại xuất hiện vậy? Vì đủ bất ngờ chưa? Giấu giếm mọi chuyện, có chuyện cũng không nói cho con biết, ba quên con hả? Ba sợ con biết chuyện rồi, lỡ mà xảy ra chuyện gì, con có gì ba chết mất. Con mà có gì, ba chết mất còn đuổi con ra đường mà. Ném hết hành lý tụi tôi xuống đường. Làm hư luôn cái vali người hâm mộ tặng cho tôi nữa. Con chưa tính với ba đó, ông Tứ mập. Ê, gọi thân mật quá, con muốn sao? Mua sẵn 20 bánh đúc cho con, dọn sẵn phòng của con chờ con về ở. Dọn luôn phòng của tụi tôi. Nấu mì bao ngư cho tôi ăn. Được, làm người ở lại như xưa thôi, có làm sao đâu. Ba, từ nay ba đừng hòng chạy trốn nữa. Ba đi đâu con cũng theo ba. Tất nhiên rồi, có con gái đeo mình chặt vậy, ba nỡ đi đâu chứ. Hùng gia, bò ngựa từ ICAC bước ra mà không bị gì. Có chút không ổn đó. Chắc nó đã nói hết chuyện của mình cho ICAC biết. Nếu không sao họ lại thả nó ra dễ vậy. Đi tìm thằng khốn đó cho tôi. Dạ. Hùng gia, ông không sao chứ? Là bọn ngựa đó. Thành khốn kiếp. Anh Tứ sao rồi? Có giống bọn ngựa không? Được rồi, cũng giống rồi đó. Cũng giống rồi, vậy là chưa đủ hoàn hảo. Vậy rút cuộc là giống gì vậy? Giống em có bọ ngựa, con dáng. Giống dáng ghê vậy. Nhưng không sao, con chấp nhận được đó. Anh chấp nhận là được rồi. Đúng rồi, Văn Hùng chắc chắn sẽ nghĩ bọ ngựa làm nổ xe của hắn. Nhưng lần sau kêu đường cháy nổ đừng có bỏ nhiều chất nổ như vậy. Thiếu chút cháy mông tôi luôn rồi đó. Ừ, cực khổ rồi. Giờ sợ vào vẫn thấy hơi nóng nóng. Anh Tứ không tin sợ thử coi. Sao ít vậy? Hắc bạch hai bên đều đang tìm kiếm chúng ta, không ai dám bắn súng cho chúng ta. Văn Hùng còn treo thưởng cho người lấy được mạng anh. Bây giờ bên ngoài không thể tin ai được. Thì coi ai sống dài hơn. Ông chỉ muốn mình ra mặt. Ngày nào ông còn chưa tìm ra mình thì mình vẫn còn cơ hội lấy mạng ông. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đi? Ở lại đây trốn một thời gian, chờ bên ngoài bớt nguy hiểm một chút, mình mới ra tìm và lấy mạng của ông. Hình này anh tính dùng thế nào?
Nếu Giang Hùng trao thưởng cho người lấy mạng bọ ngựa, hồi này chắc chắn phải đưa cho Giang Hùng rồi. Anh Tứ, cảnh lúc nãy tôi diễn có đài không vậy? Còn đã giao bị hồ sơ đó cho cảnh sát được ban rồi đúng không? Dạ được rồi. Ừ, vậy thì được rồi. Đây, trả lương nè. Ờ, dạ dạ, cảm ơn anh Tứ, cảm ơn anh Tứ. Nếu lần sau có mấy việc dễ làm như vậy á, anh nhớ kêu tôi nữa nghe. Được, không vấn đề gì, ăn bánh trứng nha. Ờ, dạ. Ờ, mà nói chứ cảnh quay lúc nãy máy quay để đâu vậy? Tôi không thấy được máy quay luôn, tôi sợ đạo diễn không quay được tôi á. Không đâu, đạo diễn muốn cậu diễn tự nhiên một chút nên cố tình đem giấu máy quay để cậu không thấy được thôi. Bỏ ngựa, các người hết đường thoát rồi, mau ra đây đầu hàng đi. Các người còn không bước ra đây, chúng tôi sẽ tấn công vào trong. Thấy bọn họ vừa bước ra, lập tức nổ súng, không chừa một ai. Dạ. Đại ca, nhiều cảnh sát vậy, chúng ta chạy không thoát đâu. Hay là đầu hàng đi. Tôi thà chết chứ không ra đầu hàng đâu. Bắn đi. Tì Hi, vào tìm nó ra cho tôi. Đó. Bọn người chạy thoát rồi. Chia nhau ra tìm nó đi. Hãy anh qua bên kia tìm, còn lại đi theo tôi. Chị, cố gắng lên. Em không được rồi. Anh chạy trước đi. Anh cùng đi, cứ đi mình cùng đi. Hãy để ông trời quyết định. Còn lớn thì em quyết định, còn nhỏ anh nói sao cũng được. Em đổi hết bộ bài từ trước.
Trước đó em nói với anh để cho ông Trần quyết định. Ông ấy đã chọn giùm anh lâu rồi. Ngay từ giây phút đầu tiên anh nhìn thấy em, em đã là người của anh rồi. Anh đã từng nói anh sẽ không bỏ rơi em nữa đâu. Không kịp nữa rồi, em không chịu đựng được nữa. Em không muốn anh chết cùng với em. Em mong anh có thể chạy thoát. Hứa với em một chuyện cuối cùng, em không muốn ngồi tù. Hùng gia, tìm thấy bọn ngựa chưa? Tụi tôi tìm thấy xác của Trì Hy, còn bọn ngựa vẫn chưa tìm thấy. Thông báo cửa khẩu xuất nhập cảnh tất cả mọi nơi. Tôi muốn bọn ngựa không còn chỗ trốn. Còn những tiệm làm ăn khác, ai dám bao che nó đều phải chết. Rõ. Cho người tới nhà bảo vệ phu nhân chưa? Yên tâm, tôi đã dặn dò hết rồi. Còn Hồng Quân Đường, kêu thêm vài người nữa tới Hùng Quân Đường chờ tôi. Đi liền đi. Dạ, Hùng gia. Sếp Hoàng, bên tôi không có động tĩnh gì. Bên ông có gì bất thường không? Over. Bên tôi không có động tĩnh gì, nhưng Giang Hùng đưa rất nhiều người qua đây. Over. Vậy phải chờ coi bọn ngựa sẽ qua bên nào rồi. Over. Bọn ngựa chắc chắn sẽ tới trả thù. Chắc chắn tới. Phu nhân đâu? Ở bên trong. Đi theo tôi. Anh Hùng. Quân Nhiên. Bọn ngựa, cậu muốn sao đi? Thả dở tôi ra. Chỗ này toàn là dầu hôi, không phải muốn để cháy rụi hết phải không? Dinh thiếu, biết anh bao nhiêu năm nay thì anh vẫn ngu như vậy. Nghe ông ấy nói, bỏ súng xuống đi. Nếu không, sẽ có án mạng xảy ra thật đó. Toàn thân của bà toàn là dầu hôi, đừng có làm bừa đó. Bọn ngựa, vợ tôi mà mất cọng tóc nào, tôi nhất định không tha cho cậu đâu. Kêu mấy con chó của ông đi ra ngoài đi. Cậu muốn sao đây? Tôi muốn cho ông nếm thử mùi vị khi người phụ nữ mà ông yêu thương nhất phải chết trước mặt ông. Bỏ ngựa. Năm trăm ngàn. Tôi đưa cậu 500 ngàn. Cậu thả vợ tôi ra. Tôi dám bảo đảm cậu an toàn tính mạng rời khỏi Hồng Kông. Người phụ nữ của ông đáng giá 500 ngàn. Những người phụ nữ của tôi thì sao? Hả? À!
Thả cổ ra đi, không liên quan tới vợ tôi đâu. Được. Huân Nhi, chạy đi. Xe. Chạy đi, đi cầu cảng Trung Sơn. Ờ. Đường này không phải đi cầu cảng Trung Sơn, ông đưa tôi đi đâu? Đi bệnh viện. Đi bệnh viện làm gì? Quay lại đi. Chảy nhiều máu như vậy, không đi bệnh viện sẽ chết đó. Dừng xe. Nếu ông không dừng lại, tôi sẽ bắn nát đầu ông. Ông là ai? Thì ra là ông già chết tiệt này. Ông không sợ chết sao? Tôi rất sợ chết, nhưng trước khi Giang Hùng chưa bị bắt, tôi không sợ gì hết. Ông cứu tôi, chẳng qua ông muốn tôi giúp ông hại Giang Hùng chết thôi chứ gì. Đúng vậy, tôi biết rất nhiều chứng cứ phạm tội của hắn. Thì có ích gì? Tôi đã giết rất nhiều người. Hợp tác với ông, chuyển sang làm nhân chứng chỉ điểm, cũng phải ngồi 20-30 năm tù. Có lợi ích gì chứ, hả? Đúng là không có lợi ích, nhưng xem ra cậu cũng đã làm được một chuyện tốt. Tôi không cần phải làm như vậy đâu. Cậu giết sư phụ của cậu, cậu không cần phải làm như vậy. Nếu Đường Dĩ không thu nhận cậu, cậu chết từ lâu rồi. Đừng có nói nhiều. Thằng Dĩ nó thương cậu nên mới nhận cậu làm đệ tử. Cái gì nó cũng đã truyền hết cho cậu. Nhưng thứ đệ tử bất nhân bất nghĩa như cậu lại giết chết đó. Ông đừng có nói nữa, im đi. Bỏ ngựa, cậu chạy không thoát đâu, bỏ xuống xuống đi. Mạng sống của bọn ngựa tôi sẽ tự mình quyết định. Lần sau ông đi thăm viếng sư phụ, giúp tôi nói tiếng xin lỗi với ông ấy. Đừng nói chuyện này nữa, tôi đưa cậu đi bệnh viện. Nổ máy đi chứ. Ông muốn bắt được Giang Hùng thì ông phải tìm được tên bắt tính sổ sách cho hắn, như vậy mới có cơ hội được. Cảm ơn, chờ tôi chút. Ngay cả ông trời cũng không muốn giúp mình. Trì Hy, anh tới tìm em. Thằng Quý Lượng, uống rượu đi. Bọn người đã chết rồi. Trước khi chết đó mình có lỗi với Đường Dĩ, còn nhờ tôi nói tiếng xin lỗi với Đường Dĩ nữa. Cậu cũng đừng trách cậu ta nữa nghe. Phải rồi, giờ cậu nói với tôi, sau khi cậu đi, con gái cậu đã khác hẳn rồi. Con gái cậu càng ngày càng ngoan ngoãn và hiếu thảo. Mỗi ngày đi học về, ngoài việc tự giác làm bài tập, còn chủ động giúp cổ làm việc nhà. Nghỉ hè cũng không đi đâu hết mà ở nhà chơi với cổ. Thi cử kỳ nào cũng được hạng nhất hết rồi. Còn cậu nói sẽ cố gắng để đền đáp công lao của cậu.
chỉ tiếc là cậu không còn ở đây. Nhưng cậu yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc mẹ con cổ thật tốt. Nếu như còn có duyên, hy vọng kiếp sau vẫn tiếp tục được làm anh em với cậu. Người anh em, yên nghỉ đi. Hồng Quân Đường cháy rụi như vậy, chắc chắn Giang Hùng tổn thất rất nặng. Chẳng những như vậy, quyển sổ ghi chép đó cũng bị cháy rụi luôn. Nhưng có chuyện này anh vẫn chưa biết. Giang Hùng đã mở một căn Hồng Quân Đường mới ở cách đó hai con đường. Nhanh về. Còn rất dữ dằn nữa. Trên căn bản còn mướn hết tất cả các nhân viên trước đây của Hồng Quân Đường về làm nữa. Ông nghi ngờ đám nhân viên đó có vấn đề. Vấn đề không phải ở đám nhân viên đó. Từ lúc chúng tôi biết quyển sổ ghi chép của Giang Hùng để ở chỗ Hồng Quân Đường rồi, chúng tôi đã cho người vào trong đó giám sát từng giờ từng phút. Cho nên bất cứ ai ra vào ở chỗ đó chúng tôi đều nắm được hết. Hiện tại cửa tiệm Hồng Quân Đường mới chưa khai trương được bao lâu, chúng tôi phát hiện ra một chuyện. Chính là người lúc trước hay ra vào ở cửa tiệm cũ, thì lúc mở cửa tiệm mới thì không thấy cậu ta đâu nữa. Người ông nói là kế toán Bắc. Anh biết người này hả? Có lần tôi, thằng Quý Lượng và anh bị nhốt chung trong tù. Sau đó Giang Hùng tới bảo lãnh cho anh ra. Chúng tôi nghi ngờ cậu ấy là người giúp Giang Hùng tính toán sổ sách. Trước khi bọn người chết có nói với tôi, nếu như tìm được ảnh thì có thể chỉ tội Giang Hùng. Bây giờ anh đang ở đâu? Chúng tôi cũng không biết. Chúng tôi có điều tra hắn, nhưng thông tin được ghi ở sở cảnh sát đều là giả. Vậy chúng ta phải làm cái gì đây? Bọn ngựa không có nói dối. Nếu cậu bắt chưa làm nhân chứng chỉ điểm, rất có lợi cho chúng ta. Nhưng nếu tìm như vậy, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Tư ca, anh có ý kiến gì? Hiện tại muốn tìm được ảnh giống như mò kim đáy biển, và lại như vậy rất dễ bị động. Hay là về đi xếp hoàng, chúng ta cho người theo sát Giang Hùng cả ngày, vậy có được không? Cũng được đó. Cảm ơn. Ăn vừa vừa thôi, lát nữa còn canh giờ đi mua vé. Không sao đâu, tôi đã mua vé rồi, siêu đẳng. Tôi ăn ít chừa bụng, để lát ăn khô mật quay nữa, được không? Tôi mua cho cô nha. Ủa, chúng ta đi có 5 người, sao lại dư một ly? Chắc là ông chủ mời chúng ta uống đó. Đúng vậy đó. Hai anh đừng có ham ăn hốt uống như vậy được không? Làm ơn. Phương Phương, thật ra còn một người chưa tới. Ai gì? Kia. Minh Châu, sao rủ thêm một người mà cô không nói với tôi? Khó khăn lắm mọi người mới cùng nhau nghỉ phép bữa nay. Lâu rồi chúng ta không đi chơi đông đủ như vậy. Đúng vậy, thêm người thì thêm vui chứ sao. Hôm nay mọi người cứ gọi thoải mái, chỗ này tôi mời. Wow, Tiểu Nhị, Tiểu Nhị. Tôi không có đói. Thật ra bộ phim lát nữa mấy giờ chiếu vậy? Tôi không muốn tới trễ đâu. Anh có phải lát nữa chúng ta sẽ xem phim Ngọc Diện Phi Long không? Tôi nhớ ra mình còn chuyện quên làm, tôi không đi xem nữa, xin lỗi. Phương Phương, coi chung bộ phim thôi mà. Không phải cô nói rất thích xem phim nước ngoài hả? Nè, tới giờ rồi đó, đi thôi. Nếu không đi nữa sẽ không kịp mua khuôn mực quay đâu. Vậy chúng ta đi tính tiền trước. Được. Đi thôi. Đi. Cứ từ từ. Phương Phương, kêu cô kìa.
có rảnh nói về con. Quân Nhiên. Anh Hùng. Sao rồi? Còn thấy đau không? Không đau. Nè, hay là ngày mai đi khám thử coi. Anh Hùng, em xin lỗi anh. Anh vì cứu em mà làm hỏng Quân Đường thành ra như vậy. Quan trọng nhất em không sao là được. Như bây giờ cuốn sổ nợ với toàn bộ tiền bạc đều bị cháy hết. Sau này chúng ta phải làm sao? Tiền mất rồi có thể kiếm lại được mà. Cuốn sổ nợ bị cháy thì kiếm người làm lại thôi. Kiếm người làm lại? Em có biết tại sao từ trước tới giờ anh nhất định bắt Thảo bắt nhập liệu giùm anh không? Tại sao vậy? Em đừng thấy ảnh bình thường ngơ ngơ hiền hiền. Thật ra trí nhớ của anh rất tốt. Những số liệu mà anh đã từng nhập, anh có thể nhớ kỹ từng con số. Ngày mai anh sẽ kêu ảnh tới, ghi lại hết mớ sổ sách cho anh. Dạ. Nhưng mà em lo là nếu khi ghi ra lại hết rồi, chúng ta phải lo lắng không yên. Sao vậy? Em sợ Hảo bác sẽ phá hoại sao? Con người anh ta vừa nhát gan vừa sợ chết, sẽ không dám đắc tội anh đâu. Anh không dám đắc tội anh thôi, đâu có nghĩa là đội điều tra tham nhũng không đắc tội anh. Bây giờ quan trọng là không ai biết được thân phận thật của Hảo bác. Cũng không ai nghĩ tới bọ ngựa sẽ phản bội anh. Dù là bọ ngựa hay là anh bắt, tóm lại em không muốn còn bất kỳ ai có thể uy hiếp anh nữa. Ông La. Bà Giang, Hùng Gia. Anh Bác, tới trà. Nè, qua đây ngồi xuống ăn cơm chung đi. Sao tự nhiên mà tôi ăn cơm tốt vậy? À phải rồi Hùng Gia, nghe nói Hồng Quân Đường bị người ta châm lửa đốt cháy hết rồi, có đúng không? Ngồi xuống ăn cơm đi rồi nói. Hùng Gia nói quen biết anh lâu rồi, anh lại giúp được nhiều việc nhưng vẫn chưa được Đường Chính Chính cùng ngồi lại ăn cơm với anh. Hôm nay cố tình kêu anh tới đây để ăn cơm chung, lát nữa đừng khách sáo. Chị Hảo, búp chén gì cá cho anh Bác đi. Nè. Cảm ơn Hùng Gia. Cạn ly. Ăn đi cho nóng. Lại sụn gì cá mập. Chị dâu đích thần nấu đó. À, ngon quá, ngon quá. Nếu mà anh thích thì ăn thêm chén nữa đi. Đừng khách sáo nha. À, vậy tôi không khách sáo. Hùng Gia, tôi nghĩ hôm nay kêu tôi tới đây không chỉ đơn giản là ăn vi cá đâu.
Anh nhìn đi, lúc nào em cũng nói anh Bắc vừa thông minh vừa lanh lẹ mà. Anh Bắc à, thật ra lần này chúng tôi thực tình có chút chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ. Anh biết đó, Hồng Quân Đường hỏa hoạn, một ngọn lửa cháy rụi hết tất cả mọi thứ, tới cuốn sổ nợ cũng bị cháy cho nên... Yên tâm, sổ sách của Hùng Gia nằm trong đầu của tôi hết, tôi viết lại từ đuôi lên đầu cũng còn được. Vậy lần này thật tình là làm phiền anh rồi. Anh Hùng, anh nhìn nè, em cũng nói rồi, anh Bắc vừa giỏi vừa sáng suốt vừa giúp được việc, có đúng không? Giỏi thì không có phần tôi, nhưng mà chuyện của Hùng Gia tôi nhất định sẽ làm cho tốt nhất mà. Vậy cuốn sổ nợ đó trông chờ vào anh hết. Có gì đâu, có gì đâu. Ăn xong rồi ha. Ăn xong rồi. Hùng Gia, tôi nghĩ tôi phải về nhà làm suốt một tuần lễ mới giải quyết xong mớ số liệu này. Chừng đó tôi sẽ đem lại cho ông. Không cần đâu, ở lại đây mấy ngày làm cho xong là được. Nằm ở đây sẽ làm phiền Hùng Gia và bà Hùng, không tiện cho lắm. Tôi đã sắp xếp cho anh một phòng dành cho khách rồi, lát nữa chị Hảo sẽ đưa anh tới đó. Vậy tôi phải ghé về nhà dọn thêm chút đồ, nói với vợ và con của tôi một tiếng sẽ tốt hơn. Vợ con anh không phải sống ở Macau sao? Qua đây hết rồi. Phải rồi, mấy ngày trước họ qua đây thăm tôi mà, họ đang chờ tôi về đó. À, vậy anh gọi điện thoại nói cho họ biết là được rồi. Họ cố tình qua đây thăm tôi, tôi bỏ đi mấy ngày cũng được tốt lắm. À, hay là vậy đi, tôi họ tới đây luôn đi, ở cạnh anh luôn cho tiện được không? Không được, đàn ông làm việc, phụ nữ với con nít ở đó thì cản trở lắm. Elvin à, đưa Hảo Bắc về nhà lấy áo, sau đó chở anh về lại. Dạ được. Đi thôi. Đi sớm về sớm, tôi chờ anh đó. Dạ được. Anh Hùng, hình như anh biết được chúng ta muốn làm gì đó. Anh ta bước ra khỏi cửa này, em nghĩ sẽ còn quay lại sao? Còn cuốn sổ nợ thì sao? Thì tìm người khác làm càng tốt, không còn bằng chứng nữa. Anh Bắc, ở Bắc Giác có đúng không? Phải đó. Anh không tiện à? Ngoài đầu đường có trạm xe buýt, tôi tự đón xe là được rồi. Không sao, xa đầu Giác cũng còn đi được mà. Ôi trời, đúng là dụng về làm rớt đồ rồi. Đuổi theo, đuổi theo, mau lên. Mục tiêu gì mới chạy thoát? Đứng lại, cảnh sát tới kìa. Đừng có giết tôi, đừng có giết tôi. Ai không nhận ra tôi sao? Tôi, bạn tôi và anh từng gặp nhau ở phòng tạm giam đó. Ai còn nói mà giúp tôi kêu gái nữa. Nhận ra? Bữa đó là sinh nhật bạn anh, tôi còn mời thuốc hai người nữa. Cậu ấy chết rồi. Còn trẻ vậy mà chết. Là Giang Hùng hại chết cậu ấy đó. Vậy anh tìm ổng là được rồi, anh đâu cần phải báo cho tôi. Không phải muốn báo cho anh, là sếp Hoàng muốn tìm anh thôi. Chúng tôi là đội chống tham nhũng, muốn mời anh về hợp tác điều tra. Ông mà bà anh cứu tôi làm cái gì? Tôi với anh không có thân lắm, cùng lắm tạm giam chung một lần thôi. Đừng giỡn nữa mà, vừa đơn giản vậy mà còn hỏi à? Anh không nói thì làm sao tôi biết được chứ? Vì chúng ta có chung một kẻ thù là Giang Hùng. Đội chống tham nhũng chúng tôi muốn anh làm nhân chứng tố cáo lên tòa chỉ tội Giang Hùng. Anh muốn tôi làm kẻ phản bội, mấy anh tìm sai người rồi. Cả Quảng Châu đều biết Hảo Bắc tôi là người có nghĩa khí nhất đó. Nếu như anh nói nghĩa khí như vậy, tôi thông báo cho Giang Hùng tới đây đó anh đi. Không phải nha. Đại ca à, mấy anh đừng có chơi tôi nữa mà. Anh kêu tôi làm nhân chứng, có khác nào đẩy tôi vào chỗ chết chứ? Khác nhau chứ. Bây giờ một là anh chết, một là ổng chết, anh tự chọn đi. Cho dù anh không tới bắt Giang Hùng, anh nghĩ ổng sẽ tha cho anh sao? Ổng không tìm ra anh thì phá người nhà của anh.
Cho nên ra tòa chỉ tòa ổng không phải chỉ giúp chúng tôi, mà là anh đã cứu bản thân và người nhà của anh đó. Vậy mấy người muốn tôi làm gì đây? Ngoại trừ Văn Hùng và vợ của ông ta ra, anh là người duy nhất biết được sổ sách của ổng. Thì bao nhiêu năm nay, sổ sách của Văn Hùng đều là do tôi làm. Đọc ngược từ dưới lên trên tôi cũng còn nhớ. Nhưng mà có phải mấy anh sẽ có đầy đủ bằng chứng, nắm chắc được phần thắng, buộc tội được ổng không? Nếu như có đủ nhân chứng, vật chứng, ông viết bài cũng vô dụng. Vậy muốn tôi làm nhân chứng cũng được, nhưng mà tôi có điều kiện. Chỉ cần yêu cầu là hợp lý, chúng tôi sẽ cố gắng làm cho anh. Trước tiên phải đón vợ tôi và con trai rời khỏi Macau ngay lập tức. Tôi sợ Văn Hùng sẽ tìm ra họ sớm thôi. Được, không thành vấn đề. Tiếp theo, trước khi lên tòa phải có người bảo vệ tôi suốt 24 tiếng đồng hồ mới được. Chúng tôi sắp xếp cho anh một ngôi nhà an toàn, thêm người canh chừng nữa. Không có tin nổi mấy cái nhà an toàn của mấy anh đâu. Vậy thì anh muốn sao? Ông Mập nè, ở nhà ông Mập đi. Hai sếp thấy sao hả? Quan trọng là anh thôi. Anh không vấn đề, chúng tôi cũng có ý kiến. Tôi không có đòi hỏi gì đâu, ngủ ở đâu cũng được hết mà. Mời mọi người vào. Ý, cũng được lắm nha. Ý, còn có con vẹt nữa. Anh đừng có đi lung tung, không phải đi nghỉ dưỡng đâu. Ba, vị này là đây là sếp Hoàng trong đội chống tham nhũng. Sếp Hoàng? Vậy còn người kia? Tôi tên Hảo Bác. Cha sao đông vui vậy? Hình như có thêm người hả? Ý, chào cậu. Tôi là Hảo Bác. Cậu là Mặt Cơ, cậu là Thư Kỳ. Tôi coi nhiều phim của hai cậu lắm. Cảm ơn đã ủng hộ. Cảm ơn. Đừng nói mấy lời dư thừa đó nữa. Không phải dư thừa đâu, là thật đó. Nói chuyện nghiêm túc đó. Cần anh nhắc sao? Anh Tứ à, nói chuyện nghiêm túc đi. Anh Bắc, nắm sổ sách của Giang Hùng, được sự giúp đỡ của sếp Hoàng, giờ chuyển thành nhân chứng tố cáo, tạm thời sẽ sống ở nhà chúng ta. Sếp Hoàng, cử trước sau cầu thang sơn thượng được kiểm tra, không có vấn đề. Để bảo đảm nhân chứng được an toàn, chúng tôi sẽ cho người canh dưới lầu suốt 24 giờ. Đội chống tham nhũng các anh không phải có chỗ an toàn để bảo vệ ổng sao? Là tôi yêu cầu anh Tứ bảo vệ tôi đó. Tôi không ở chỗ nào khác nữa đâu. Vậy xin hỏi là phải ở bao lâu? Cho tới trước ngày lên tòa mới thôi. Chà, vậy nếu 30 mấy năm không lên tòa thì nguy hiểm cơ nào? Nguy hiểm lắm đó, cậu sợ thì dọn đi đi. Tôi không dọn, tôi nói nghĩa khí mà. Vậy anh Bắc, giao cho mọi người nha. Cảm ơn nhiều, đừng khách sáo, tôi đi trước. Ba ơi, vậy anh Bác ngủ ở đâu? Tôi dễ chịu lắm, tôi ngủ phòng khách được rồi. Tất nhiên anh ngủ sofa rồi, không lẽ ngủ trong phòng? Đúng rồi, anh ngủ trong phòng, còn hai cậu ra phòng khách ngủ. Vậy sao được chứ? Thôi vậy đi, tôi ngủ phòng khách, hai người ngủ chung đi. Vậy sao được? Vậy sao mới được đây? Thì ngủ phòng khách. Ý, tôi không khách sáo nha, tôi vào phòng coi sao đã. Hai cậu nhớ để ý anh ta. Ảnh vừa tới, ánh mắt đầu tiên tôi đã để ý rồi. Bánh Đúc à, đau muốn nổ đầu, có thuốc nhức đầu không? Con lấy cho ba. Anh Tứ đau đầu hả? Ừ. Để xoa bóp giùm cho. Đau đầu và bóp vai, cậu bị bệnh rồi hả? Cô có biết không, ở vai có nhiều dây thần kinh nối lên đầu lắm luôn đó. Bệnh thần kinh của anh cũng ở đó luôn đó. Tôi chưa học qua, không biết cũng bình thường mà. Mấy câu hỏi hóc búa như vậy tôi không trả lời được, xin lỗi nha. Thư Kỳ à, bóp vai giùm tôi đi. Đừng có bước qua đây đó. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.